Anh về rồi đấy à? Hôm nay tới ngày tái khám, để anh đi em đi nhé. Vậy á? Nhanh quá nhở. Anh này, công việc ở công ty anh thế nào rồi? Anh tôi xếp ổn thỏa cả rồi, em cứ yên tâm đi. Anh đi em vào thay đồ. Khoan đã, em có chuyện muốn nói. Em cứ nói đi. Hay là mình chia tay đi. Em nói cái gì vậy hả? Việc quan trọng bây giờ là đưa em đi khám. Anh không thể dương dương rời bỏ em trong lúc này được. Em hiểu bệnh tình của em ra sao mà. Anh đừng cố nữa. Lỡ như... Đối với anh, không có từ lỡ như. Phải chữa bằng được bệnh cho em. Em có biết không, em nợ anh rất nhiều rồi đấy. Em phải sống để trả nợ cho anh nữa chứ. Anh bị điên rồi. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái tốt, xứng đáng với anh hơn em. Tại sao anh lại chọn em chứ? Tại sao anh phải làm thế? Anh chấp nhận mình là một thằng ngốc. Anh mặc kệ ngoài kia người ta có nói gì về anh đi chăng nữa, nhưng nhất định anh phải cứu được em. Em không hiểu. Em không hiểu. Anh cứ làm như vậy thì làm sao em nhắm mắt được. Em không hiểu. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi. Anh đi đi. Em đừng tự dạy vò mình như thế nữa. Anh nhất định sẽ tìm cách để cứu được em. Anh sẽ làm mọi cách. Cuộc đời này nhất định anh phải đòi nợ được em. Mời vào. Ông đến rồi đấy ạ. Ngồi đi. Hóa ra ông là giám đốc công ty Y. Thật lễ quá. Tôi không nhận ra tên của ông ở trong bảng đấu giá. Ông uống nước đi. Không sao. Thấy bạn mình đang cần tiền thế thì tôi cũng không thể không giúp. Vậy thì cảm ơn ông trước nhé. Nhưng mà tôi nghe nói là ông bán công ty để chữa trị cho bạn gái của ông à? Thật ra thì tôi cũng hết cách rồi ông ạ. Khoan nói chuyện đúng sai trước đã. Nhưng mà phải nghĩ cho kỹ. Đấy mới chỉ là bạn gái của ông, chưa cưới xin gì cả. Tình nghĩa ông chưa đến mức gọi là sâu đậm. Tại sao ông lại bán cả cái sự nghiệp ông xây dựng cả đời như thế? Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, nên mới tới đây tìm ông. Tôi nợ cô ấy một cuộc đời. Tôi không thể nào ngồi nhìn cô ấy từ từ rời xa khỏi mình được. Nhưng mà bán cả cái công ty thì ông vẫn nên suy nghĩ cho nó kỹ. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, nên mới tới tìm ông đấy chứ. Mong ông giúp tôi lần này. Thôi được rồi. Dù sao thì tôi cũng muốn mua lại công ty của ông. Nếu là muốn bán thì tôi cũng không ngại chi. Đây là hợp đồng mua bán cổ phần công ty. Ông xem kỹ lại một lượt đi rồi hãng ký. Trong những tình huống như này thì tôi cũng không đành lòng để vạch lá tìm sâu. Tôi tin ông. Chúc cho ông dùng cái số tiền đấy trong mục đích đúng đắn. Tôi xin phép. Dương, anh đã tìm được một nơi có thể chữa được bệnh cho em rồi. Anh nói thật sao? Đúng vậy. Bạn của anh đã giới thiệu cho anh một bác sĩ ở bên Thụy Sĩ rất nổi tiếng. Và bệnh tình của em ấy đã từng có người được bác sĩ chữa trị thành công rồi. Dù là một tia hy vọng, anh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà qua đó thì sẽ tốn kém lắm anh ạ. Em quên rồi à? Anh là chủ tịch một công ty cơ mà. Em đừng lo nhiều. Công ty của anh tuy không lớn, nhưng đấy là tâm huyết và một tay anh xây dựng. Bây giờ anh lo cho em rồi thì ai sẽ quản lý công ty chứ? Tất cả những điều đó anh tính toán hết được và anh lo được hết. Điều em cần làm bây giờ ấy là chăm lo cho sức khỏe của mình đi. Anh đặt vé rồi, cuối tuần là mình bay luôn. Nhanh vậy sao ạ? Em phải ăn uống nhiều và mới có sức khỏe để bay đấy. Bác sĩ này rất khó đặt lịch. Anh phải tranh thủ mọi cơ hội rồi.
Em biết rồi. Em cảm ơn anh. Anh về rồi đây. Em đang làm gì đấy? Em quyết định sẽ đi xin việc để phụ giúp anh. Nhưng sức khỏe của em... Sức khỏe của em ổn rồi mà. Em không sao đâu. Với lại em cũng chỉ xin công việc văn phòng thôi, không vất vả tay chân. Chắc không sao đâu ạ, anh yên tâm nhá. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Vì em... Mà anh đã mất công ty rồi. Bây giờ em không thể mà cứ ở nhà rồi đợi anh nuôi mãi như thế được. Anh biết là em lo cho anh, muốn phụ giúp anh. Nhưng mà thật sự với em là anh lo cho em được mà. Em nhìn này, đàn ông sức dài vai rộng, thừa sức nuôi vợ nuôi con. Em hiểu là anh lo cho sức khỏe của em, nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ tiết chế, em sẽ không để ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Thế được rồi, anh hiểu. Em đã quyết rồi cơ mà. Bây giờ mà anh có cấm cản thì chăng nữa cũng chẳng được, đúng không? Này, em ăn đi cho nóng. Anh mua gì cho em đấy? Cơm chiên Dương Châu, món em thích ăn nhất đấy. Ôi, thích quá. Nhưng mà em chỉ còn một dòng nữa là xong rồi. Để em viết nốt, xong rồi em cắt chỗ này đi cho gọn nhá. Vậy em viết đi. Nhớ ghi vào phần mô tả công việc hiện tại ấy, là đang ở nhà nuôi chồng đẹp trai. Anh này, nói như thế, nhỡ có cô nào ở phòng nhân sự tăm tia canh me chồng em, cứ mất luôn thì sao? Thế thôi, em ghi gì thì em ghi. Em đùa đấy. Mời vào. Chào giám đốc ạ. Phòng nhân sự bảo em lên gặp giám đốc để được phỏng vấn trực tiếp ạ. Em là... Dạ, giám đốc biết em ạ. Trời ơi, nhìn em khá là quen nhưng mà tôi chưa nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Thôi được rồi, cho nó xem qua hồ sơ. Dạ vâng ạ. Dâm ơi, em về chưa? Chưa về à? Anh, em đã phỏng vấn rồi, em xin được việc rồi đấy. Thật á? Em nhận việc gì đấy? Có khó lắm không? Em được nhận vào vị trí trợ lý của giám đốc đấy. Anh thấy em giỏi không? Vợ anh giỏi nhất rồi. Này, công ty nào đấy? Là công ty đa gia ạ. Anh sao thế? À, không có gì đâu. Giám đốc công ty đó, anh nghe được điều tin không tốt về họ. Cho nên là em phải cẩn thận đấy. Bao nhiêu tin đồn thất thiệt, anh tin làm gì? Anh chỉ nhắc vậy thôi. Hy vọng rằng em không bị tổn thất gì. Em đậu phỏng vấn là vui rồi. Đây là tin vui, mình phải vui lên chứ. Anh đừng lo lắng nữa. Mình đi ăn đi. Nhưng mà... Không nhị gì hết, em đang có tin vui mà. Anh nghỉ làm buổi chiều đi. Đi, mình đi thôi. Em đã chuẩn bị hết những gì anh dặn chưa? Dạ vâng, em chuẩn bị rồi ạ. Em quen với anh vừa nãy à? Đấy là chồng em đấy ạ. Chồng em á? Dạ vâng. Chắc anh ấy đang bận giao hàng cho khách. Chút nữa em sẽ giới thiệu anh ấy với anh ạ. Anh! Anh đi đâu mà vội thế? Lại đây chào giám đốc của em một tiếng đi. Khách gọi anh gấp, em phải đi đã. Toàn đúng không? Giám đốc biết chồng của em ạ? Không những biết mà còn cực kỳ thân quen là đằng khác. Thế thì hay quá. Anh ngồi xuống đây đi. Chào giám đốc của em một tiếng. Anh ấy tốt với em lắm đấy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhá. Em xin phép đi vệ sinh một lát ạ. Là mày ngay từ đầu đã nhận ra cô ấy nên mới nhận cô ấy có đúng không?
Xem ra là con mắt của chủ tịch thất bại vẫn tinh tường như ngày xưa nhỉ. Mày muốn gì? Sao có phải sửng cồn như thế nhỉ? Vợ của ông chưa mất miếng da miếng thịt nào. Yên tâm là như thế nhá. Mày đừng nghĩ mày giở trò gì với công ty của tao mà tao lại không biết. Này, cái công ty đấy là ông bán lại cho tôi, cho nên là làm gì với nó hay như thế nào đấy là quyền của tôi, ok? Mày mượn danh của tao giở trò bị ổi, nhằm hại tao thân bại danh liệt, không còn đường sống sót. Xem ra là mày biết khá nhiều đấy nhở. Tao không hy vọng vợ tao mất một sợi tóc nào. Nếu không thì mày đừng có trách. Mày nên nhớ này, là vợ mày tự đến tìm tao, còn xem tao như một ân nhân. Thế tao hỏi mày, liệu vợ mày có nghe lời mày không? Mày... Hai người vừa nói chuyện gì đấy ạ? Anh có việc rồi, anh phải đi trước đây. Em xong việc thì về sớm đi. Dạ vâng. Hôm nay anh ấy làm sao ấy, cư xử cứ lạ lạ. Cái thằng ấy tính nóng như kem ấy. Anh vừa chơi một tí nó sùng sùng đòi bỏ về rồi đấy. Thôi kệ nó. Đối tác, đối tác. Dương, em đâu rồi? Dương. Ai đây? Anh có đơn hàng, mời anh ký nhận ạ. Đơn hàng á? Cậu nhầm rồi. Đây có phải đơn hàng của tôi đâu. Mày kia, mày là ai? Tại sao dám đụng vào hàng của tao hả? Cô ấy là vợ của tao, có giấy kết hôn đàng hoàng. Mày đừng hòng đụng tới cô ấy. Nếu không ấy, đừng trách tao. Giám đốc Việt Anh ạ. Tại sao mày lại biết tao? Cậu làm việc kiểu đấy à? Định chơi tôi đấy à? Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày, hãy đừng động đến vợ tao rồi có mà. Thằng danh con này. Này, tao nói cho mày biết, mày là một thằng thất bại, đấy là cái giá mày trả, hiểu chưa? Được lắm, để xem hôm nay mày có đứng nào để lui không. Này, tao nói cho mày biết, đây là công ty của tao, mày bước vào công ty của tao, mày không nghĩ là trong phòng tao có camera à? Mày vào đây hành hung tao như thế, mày nghĩ là mày có lỗi cho tao hả? Tao đã cảnh cáo mày là sức chịu đựng của tao có giới hạn, đừng đi qua giới hạn của tao. Nhưng mày đã đi quá những gì tao đáng phải nhân nhượng rồi. Này, đâu mày có vấn đề à? Hả? Hay như nào? Hay là ở cùng một con bệnh mà mày cũng không khá lên tí nào à? Chắc là mày cũng biết tin là chủ tịch công ty X sẽ là chủ tịch thâu tóm công ty của mày chứ. Sao? Nhà nữa? Hay là mày định khoe với tao là mày quen với chủ tịch công ty? Mày định bảo tao là mày quen chủ tịch công ty á? Hả? Ăn gì tao cúng. Tao không những quen mà còn có thể khiến cho mày cả đời này không ngóc đầu lên được. Thôi, ông ơi tôi xin ông. Này, tao không có nhu cầu ở đây để nghe mày diễn hài. Ok. Tao nói cho mày biết, một thằng Grab thất bại như mày, mày nghĩ là mày hơn được tao à? Ô giám đốc, có chuyện gì đấy ạ? Tôi bị anh ta đánh. Chỗ này là chỗ nào mà mày vào lên? Anh ơi, cái vết bầm trên mặt nó là do anh gây ra đấy. Này, tao đánh nó thế là còn nhẹ đấy. Em nhìn là người này quen lắm. Hình như ấy là chủ tịch công ty X hôm nay đến đây nhậm chức hay sao ấy. Mày không đùa tao đấy à? Nó mà là chủ tịch công ty X nhá,
Hả? Mày có biết nó từng phải bán công ty đi để chữa bệnh cho vợ nó? Một thằng chạy Grab như nó mà là chủ tịch á? Thông tin tìm ở đâu? Vả vớ vẩn. Anh chờ em tí. Anh nhìn thấy chưa? Em cũng mới nhận được thông tin thôi. Em phải chạy sang em báo cho anh ngay đấy. Mời giờ họp cổ đông. Hai người có thể có mặt hoặc là không? Chủ tịch ạ, em có mắt như mù, không thấy nút tay sơn. Thôi anh thả lỗi cho em. Cậu vì bênh vực sếp của mình nên mới làm như vậy thôi. Tôi không chấp cậu. Vâng, em cảm ơn chủ tịch. Đưa ta ra khỏi đây đi. Nhưng mà... Tại sao mày luôn hơn tao? Hả? Mày luôn là con nhà người tao trong mắt bố mẹ tao. Trong khi tao có bảng cấp, tao có địa vị, tao có công ty riêng của tao. Thế mà tại sao tao luôn lúc nào thua kém mày là như nào? Chỉ vì những lời mà bố mẹ mày muốn động viên mày cố gắng, mày lại biến nó thành sự ganh ghét và đố kỵ à? Đúng. Tao không những ghét mày, tao hận mày. Mày luôn đứng trước mặt tao và luôn thành công hơn tao. Mày... Thôi anh ơi, nói nhiều thêm nhục. Đi thôi anh. Tao nói cho mày biết, dù tao thân bại danh liệt ở đây thì nhất định tao sẽ tìm mày trả thù. Chủ tịch ạ, sau này có chuyện gì anh cứ sai bảo em nhé. Em đây là Chiến, trưởng phòng kinh doanh ạ. Được rồi. Vâng. Cậu về làm việc tiếp đi. Dạ, em xin phép. Tôi hy vọng tôi sẽ lãnh đạo tốt công ty, đưa công ty của chúng ta vươn cao hơn nữa. Được rồi, mọi người về làm việc tiếp đi. Tôi sẽ trực tiếp đến từng phòng ban để chào hỏi mọi người. Chồng của em là giỏi nhất. Không ngờ là anh lại âm thầm gây dựng lại công ty. Anh đã bảo rồi, anh nuôi được em cơ mà. Vì em thấy anh nói chuyện ngày xưa, chỉ vì em mà anh lại phải bán công ty, nên em không muốn làm gánh nặng cho anh. Đừng ngốc như vậy chứ. Anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng của anh cả. Chuyện lần trước. Anh cấm em nhá, không bao giờ được nhắc đến chuyện không vui nữa. Ok. Dạ vâng, thưa chủ tịch.